Giờ này chúng ta sẽ được nghe lời Chúa qua phần giảng luận của mục sư Đông. Lời Chúa được chép ở trong sách Samuel nhì đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 12. Xin hội thánh theo dõi lời của Chúa để chúng ta nắm bắt được lời của Chúa qua bài giảng sáng hôm nay. Hết thảy các chi phái Israel nhận David làm vua. Bấy giờ hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: ngươi sẽ chân dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy, hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khỏi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. David hãm đánh Jerusalem. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xua đuổi người đi. Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Siôn, ấy là thành David. Trong ngày đó David nói rằng: phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng kẻ đuôi và kẻ què đều chẳng vào nhà này. David ở trong đồn đặt tên là thành David. Người xây vách từ tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng người. David càng ngày càng cường thạnh và Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram vua thành Tyre sai đến cùng David, đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá đặng xây cất một cái đền cho vua David. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập mình làm vua của Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. Amen. Xin chào hội thánh thân yêu. Chúng tôi đi qua bên miền Đông và chúng tôi nhớ quý vị quá. Phải công nhận một điều là đi đâu không có bằng ở nhà. Đi về tới nhà mừng quá. Thứ nhất là được về nhà, thứ hai là được thờ phượng Chúa với cái tinh thần thờ phượng cứu Chúa của quý vị. Không có nơi nào bằng gia đình của chúng ta. Sau hôm nay thì Yahoo có gửi cho tôi cái tin nhắn. Đã đi rồi, con cầu nguyện cho ban đầu thì ảnh nhắn cho tôi cái tin là: con nhớ tiếng đàn. Tôi hỏi tiếng đàn nào? Con nhớ cái tiếng đàn của con ở trong hội thánh. Kì tôi cũng cười cười. Kì cháu mới nhắn thêm câu nữa là: con cầu nguyện để Chúa sẽ đưa một người Việt Nam đàn giỏi đến để cho Daddy và hội thánh đừng buồn nha. Đại khái vậy. Cái tin nhắn rất là dễ thương. Và tôi nói không chỉ con cầu nguyện Chúa đưa một người mà Chúa đưa nguyên một cái full band luôn, đánh trong guitar, violin đầy đủ. Đồng ý không? Đồng ý liền. Cảm ơn Chúa. Giờ hầu đi nhưng mà có cái tấm lòng hướng về hội thánh. Mà tôi nói rằng nếu mà con chưa có tìm được quen được ở trong cái nhóm sinh viên ở trong trường đó thì cứ vô ở trong online của hội thánh mình đó, rồi thờ phượng Chúa với hội thánh nha. Chắc giờ này anh cũng ở trong YouTube hay ở đây hay lang thang ở bên nhà thờ Mỹ bên kia đó, ở bên một chỗ một xí mát, thì Yahoo có tấm lòng thờ phượng Chúa nung đúc ở trong hội thánh ở đây, rồi thì cháu ôm cả cái bầu nhiệt huyết đó sang bên kia để mà vào trường. Nhưng mà tự nhiên tôi có một cái đức tin để tôi nói với Yahoo rằng biết đâu con qua đến trường này con học rồi, con với ông mục sư đó sẽ lập một cái nhóm thờ phượng Chúa cho những sinh viên mà ở trong hệ thống thờ phượng Chúa. Nó dấy lên trong lòng của tôi và quý vị một cái điều đó là đi đâu thì mình cũng mở ra những cái cơ hội cho những người khác thờ phượng Chúa thật lòng. Cái sự thờ phượng Chúa thật lòng chạm lòng đến của Đức Chúa Trời, đụng tới lòng của chúng ta bây giờ nó cần thiết lắm quý vị. Bởi vì Chúa sắp đến rồi mà chúng ta chỉ đi với Chúa như một tôn giáo, hay chúng ta có một cái quyển kinh thánh hay là một cái hệ thống thần học giống như là một cái đồ trang sức cho chúng ta đó, nó vô nghĩa. Bởi vì cái đó nó không có đem chúng ta đến gần Chúa và đem chúng ta vào nước của Chúa đâu. Tôi muốn nói về cái điều đó sáng hôm nay để bắt đầu cái sự chia sẻ.
Giờ này qua cái chủ đề đó là David ngày càng được cường thạnh. Tôi muốn lấy nguyên cái câu này để làm cái đề mục học của chúng ta, cái đề tài chúng ta sáng hôm nay. David ngày càng cường thạnh và Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hội thánh trong những ngày mà Chúa sắp trở lại đó, phải trở lại với cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Cuộc sống chúng ta theo Chúa phải cường thạnh. Mà cường thạnh là gì? Theo cái nghĩa Hán Việt, cường thạnh là cái chữ cường là mạnh và thạnh đó là sự sung túc. Theo Chúa phải mạnh mẽ và sung túc, không có èo uột, không có nửa vời. Mà cái định nghĩa cái điều này, khi chúng ta gặp Chúa, từ bây giờ cho đến khi gặp Chúa đó, thì chúng ta phải cường thạnh, phải mạnh mẽ và sung túc ở trong Chúa. Cái chữ sung túc này nó bao gồm về sức khỏe, về tài chánh, về business của chúng ta, về học tập, về tất cả những gì mà chúng ta làm. Hãy xem chúng ta có ở trong cái sự cường thạnh mà Chúa muốn chúng ta hay không. Điều thứ nhất chúng ta học đó là khi lời Chúa phán được ứng nghiệm. Sự cường thạnh được định nghĩa là điều gì? Như thế nào? Xem thử coi đời sống chúng ta có cường thạnh hay không. Điều thứ nhất đó là khi lời Chúa phán được ứng nghiệm. Thì coi lại coi trong đời sống của chúng ta có những gì Chúa hứa mà nó xảy ra, thì đó là cái dấu hiệu của sự cường thạnh. Hãy nhớ rằng cường thạnh là mạnh, là sung túc. Và trong cái bản King James á, cái King James version á, tức là grew great. Grew, grew là grow, grow được lớn lên một cách vĩ đại. Grew great. Dùng trong cái thì quá khứ là đã được lớn lên một cách vĩ đại trong Chúa. Hay là lớn lên một cách èo uột, lớn lên một cách gọi là bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Đời sống cơ đốc nhân có bị suy dinh dưỡng trầm trọng hay không? Đó là ý thứ nhất mà chúng ta học ở đây. Quý vị được nuôi dưỡng trong Chúa, lớn lên một cách cường thạnh, biết Chúa là ai, biết vị trí của mình trong Chúa như thế nào, thì đó là sự cường thạnh, xem mình có hay không. Điều thứ hai, sự cường thạnh là gì? Là khi có Chúa trong mọi việc. Làm cái gì làm, nhưng mà người ta nhìn vào đó, người ta thấy David có Đức Chúa Trời ở cùng. Quý vị biết cái thành Jerusalem á, nó có trước khi Chúa giáng sinh á 3.000 năm. Nó có lâu lắm rồi. Mà đối với các dân tộc mà để chiếm được Jerusalem rất là khó. Một hồi nữa chúng ta sẽ khảo sát tại sao khó. Cái địa hình của nó rất là khó. Nhưng David đã chiếm được cái thành đó, quý vị. Chỉ một mình David chiếm được cái thành đó mà đổi tên thành thành David. Trong Kinh Thánh có những cái chỗ mà chúng ta sẽ nói là Đấng Christ sẽ sanh ra tại thành David. Đó chính là cái địa danh này nè. Chúng ta sẽ xem coi khi có Chúa trong mọi việc đó nó như thế nào. Cái người cường thạnh là cái người mà có Chúa trong mọi việc mình làm. Chứ đụng gì hư cái đó, bể cái con coi lại à. Coi có không à, có Chúa không à. Quý vị xem nha, trồng cây cũng được, xây nhà cũng tốt, rồi bước ra business làm ngon lắm, rồi cái gì quý vị cũng được cường thạnh cả. Giống như chúng ta đã học qua hai đời sống là Isaac đào giếng thành công, Joseph ơn càng thêm hơn, cái gì ông làm cũng được ơn hết. Bây giờ tới David nha quý vị. Điều thứ ba chúng ta sẽ học đó là khi được nhiều người ủng hộ và yêu mến thì đó là đời sống được cường thạnh. Bây giờ đừng nói đâu xa đó, gia đình chúng tôi rất là được quý vị yêu mến. Chúng tôi không cần ở đâu. Nhưng mà nhìn vô cái gia đình, đối với chúng tôi cái gia đình thứ hai yêu thương nhất của chúng tôi đó, đó là hội thánh người nhỏ. Đó là quý vị. Cho nên tôi nói quý vị từ lúc đầu á, khi mà chúng tôi sang kia chúng tôi vui lắm, nhưng mà thấy nó cạnh cánh mình là mình nhớ cái nhà của mình. Dĩ nhiên cái nhà mình thì mình nhớ, nhưng mà cái gia đình thứ hai đó là quý vị đó. Không thấy nơi đâu bằng cái sự thờ phượng Chúa ở tại hội thánh vườn nho. Quý vị ha, là bởi vì chúng ta là gia đình với nhau, chúng ta được nhiều người ủng hộ và yêu mến. Chúng tôi đang được quý vị ủng hộ và yêu mến, và quý vị đang được chúng tôi ủng hộ và yêu mến. Mà nếu ủng hộ và yêu mến thì chúng tôi cầu nguyện cho quý vị. Hôm qua tôi có nhắn tin cho một chị em nhân sự, đó rằng vì chị em này có biết là chúng tôi cầu nguyện cho quý vị nhiều lắm không? Chị em trả lời biết, cảm ơn Chúa. Đó, đó là một cái tình cảm chân thành mà tôi muốn gửi đến cho quý vị. Quý vị ở trong lời cầu nguyện của chúng tôi, và đó là dấu hiệu của sự cường thạnh mà quý vị đang có. Nếu mà quý vị đến trong nhà thờ, đến trong hội thánh mà chúng ta thờ phượng xong rồi chúng ta đi về, mà nay đi về, tuần sau chúng ta gặp lại, khỏe không, ăn chưa, tôi cũng khỏe, có gì mới không, cái gì cũng cũ hết trơn, không có gì mới, rồi mà nay đi về, thì đó không phải là dấu hiệu của sự cường thạnh. Chúng ta sẽ đến nhà gặp nhau, tôi thấy cô Hà mới, cô Mai cũng mới, cô Quỳnh Hoa cũng mới, cô Tuyết cũng mới, tất cả chúng ta đều có cái gì đó nó mới ở trong Chúa đó. Đó là sự cường thạnh đó quý vị. Tôi đi vào phần thứ nhất nha quý vị. Khi lời Chúa phán được ứng nghiệm,
Lời Chúa được ứng nghiệm từng cái một, chi tiết một ở trong đời sống của David. Trở lại cái phần khảo sát mà chúng ta đọc ở trong đoạn 5. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng đó nói với cùng David rằng: ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi mù và kẻ xin lỗi, tôi đọc cái phần trên chút xíu nữa. Câu số 1 nha quý vị. Đoạn 5 câu 1: bây giờ hết thảy các chi phái Israel đến cùng vua David tại Hebron và nói rằng: chúng tôi ở đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, sau khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đây, chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái gì lạ lạ chỗ này nè. Từ Samuel nhất đoạn 17, David được sức giàu và ông Samuel nói rằng: ngươi sẽ làm vua Israel. Lúc đó David còn rất trẻ. Người ta nói rằng David khoảng từ 10 tới 15 tuổi thôi. Rất trẻ, là một trẻ thiếu niên, nhỏ hơn gia phu khoảng 2-3 tuổi, bằng cỡ bé Quỳnh á. Nhỏ lắm. David yêu mến Chúa thôi và chấm hết chỗ đó. David giữ cái lời hứa đó, giữ trong lòng, biết mình sẽ là vua. Cho đến, cái đó là Samuel nhất đoạn 17 nha, cho đến Samuel nhì đoạn 5. Cái lúc này cả chi phái Israel mới đến gặp David và nói với David rằng: hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: chúng tôi đây là cốt nhục của vua. Ủa, vậy thì 15 năm, từ lúc cho là David 15 tuổi cho đến khi David làm vua 30 tuổi, trong 15 năm đó David bị Saul rượt đuổi, đối diện với sự chết, cho nên ông mới có cái Thi Thiên 23 đó. Đủ thứ chuyện xảy ra, mấy người này ở đâu không thấy, bây giờ xuất hiện nói rằng: chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Thì mình cứ cho đây là điều chân thật đi, bởi vì họ thấy David quá cường thịnh, bây giờ mà không phục ông này đó thì chết, cho nên phải phục. Để ý chỗ này nha quý vị. Rồi, đã từ xưa Saul còn cai trị chúng, đã từ xưa khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Họ khẳng định rằng David mới là vua chứ không phải ông Saul. Mặc dù David bị đuổi, bị đánh, bị chu dập, nhưng mà cái vai chính ở trong cuộc đời suy nghĩ của họ đó, David mới là vua chứ không phải là Saul. Quý vị để ý thấy chỗ này đặc biệt không à? Như vậy thì khi cái câu chuyện này ứng nghiệm ở cái chỗ này là 15 năm sau mới ứng nghiệm nha, thì chúng ta thấy rõ sự dạy dỗ của Chúa, đó là lời Chúa được ứng nghiệm cho thấy Chúa đã chọn và những gì mà Chúa phán với David đó, nó xảy ra từng cái một và đặc biệt là cái chỗ này. Có thể nó xảy ra cho chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm nó mới xảy ra. Một cái lời tiên tri, một cái lời tiên tri mà cảm thúc bởi Thánh Linh Chúa nói trước, mà chính cái người nói họ cũng không biết chuyện gì xảy ra cho chúng ta, nhưng họ chỉ chuyển tải thôi. Quý vị có những cái lời nói tích cực đó cho chúng ta hay không? Chúng ta cần những cái lời nói tích cực đó. Chúng ta có thể không công nhận nó là lời tiên tri, nhưng mà một cái loại ý tưởng mà Thánh Linh cho biết trước rằng cuộc sống của bạn trong tương lai đó sẽ là như vậy đó, hãy vững vàng và bước tới. Tôi kể cho quý vị nghe. Năm 2005, tôi với vợ tôi đi Campuchia truyền giáo. Ở trong một cái chuyến truyền giáo năm 2005 ở Campuchia đó, thì có một đệ tử Chúa kêu chúng tôi lên trên cái tòa giảng. Khi ông giảng, ông đặt tay, ông cầu nguyện, ông nói, tôi nói thật với lại ông bà, lúc đó chúng tôi 35 tuổi, khoảng trẻ như vậy, quý vị sẽ đi khắp thế gian, quý vị sẽ giảng Tin Lành, quý vị sẽ đứng trước những người Mỹ và những người châu Âu, quý vị truyền giảng, quý vị nói về Chúa, chức vụ của quý vị là đi tới đâu sẽ đem sự vui mừng đến cho dân sự Chúa tới đó. Lúc đó chúng tôi chỉ đi Campuchia để dự một cái đại hội, rồi chúng tôi cùng hầu việc Chúa với anh em ở đó. Và tôi cũng quên đi cái lời tiên tri đó. Nhưng mà năm 2007 bắt đầu là tiên tri nó ứng nghiệm. Tôi đi qua Mỹ, tôi đi qua châu Âu, tôi đi qua Úc Châu, tôi đi đủ thứ hết. Và bắt đầu mình sực nhớ lại rằng Chúa đã biết trước điều đó, và Chúa dùng một người để nói trước cái điều nó sẽ xảy ra cho mình để mình chuẩn bị. Cái điều đó nó sẽ không có xảy ra nếu như mình giữ ngươi, mình nói ôi còn không tin đâu. Đó là thái độ của chúng ta. Nhưng Chúa là đấng yêu chúng ta lắm, chúng ta biết không? Chúa cho chúng ta biết trước những điều mà Ngài sẽ làm trên chúng ta. David cũng vậy. Trong cuộc đời của David có những lúc David bị rượt đuổi và ông cũng nản chứ. Có thể ông nản và ông kêu khóc với Chúa, sao vậy? Sao vậy? Sao không xảy ra giống như lời Chúa phán? 15 năm sau David đăng quang làm vua trên cả Israel, 12 chi phái thuộc về ông, và người ta mới đến nói với David những điều mà trong lòng của người ta.
dù Sao-lơ là vua của họ, nhưng trong lòng của họ chỉ có một David thôi. Quý vị ơi, trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng được dạy dỗ. Sự dạy dỗ của Chúa là đời sống hưng thạnh, đời sống cường thạnh, là đời sống có Đức Chúa Trời ở cùng, và những lời Chúa được ứng nghiệm trên đời sống của mình. Những gì Chúa hứa ứng nghiệm đó, đó là đời sống cường thạnh đó. Tôi không biết là quý vị có bao nhiêu những cái lời hứa đó. Quý vị có thể đọc lời Chúa và chúng ta lấy cái lời đó cho chính chúng ta. Chẳng hạn như Chúa phán với chúng ta rằng: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Lạy Chúa, tôi đọc kinh thánh như vậy đó. Lạy Chúa, con nhận cái câu kinh thánh này. Có một ông mục sư kia nói với rất là dễ thương, nhưng con trẻ, con ôm cái điều này vào lòng của con. Đơn giản như ôm vô trong lòng giống vậy nè. Ông giữ điều đó. Và đó cũng vậy, quả thật như vậy. Tôi thấy Chúa cho ông tất cả những cái gì mà ông đang cần. Một cách kỳ diệu, Chúa tiếp trợ cho ông một cách đặc biệt như vậy đó quý vị. Và ở đây chúng ta học được cái bài học này qua lời của Chúa trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 8. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đời sống chúng ta nha, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Đó là sự cường thạnh đó. Trong lúc thế giới đang bấn loạn, trong lúc mọi người sợ hãi, quý vị vẫn bình an. Đó là sự cường thạnh Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Chứ đừng nghĩ xa xôi như David, thì phải là David mới cường thạnh. Không, đời sống cường thạnh là đời sống được bình an như cây trồng gần dòng nước. Và những lời của Chúa hứa với chúng ta lần lượt được ứng nghiệm hết. Chúa hứa với chúng ta hãy nhận lấy và giữ lấy cho chúng ta. Ý thứ hai nhỏ ở trong cái bài học này đó là được những người xung quanh xác chứng. Những thuộc hạ của Sao-lơ cũng xác chứng về David là một tướng tài năng. Ở đây chúng ta vừa mới đọc ở trong câu số 2 đó quý vị. Rồi, và lúc này các trưởng lão của 12 chi phái Israel cũng đến công nhận và tôn David làm vua. Rồi sự cường thạnh trong Đấng Christ là được mọi người xác chứng về những gì họ thấy từ cá nhân chúng ta tỏ ra. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại ha. Những cái lời khen mà người ta đến, người ta nói với chúng ta đó, thật ra đó họ có phải từ tấm lòng của mình hay không? Nếu mà từ tấm lòng của họ đó thì hãy xem xét lại tại sao họ nói những điều đó. Là bởi vì họ khen chúng ta, bởi vì họ thấy chúng ta có cái điều gì đó mà họ không có, mà họ nhận thấy đang bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta. Cách đây vài hôm, tôi có xem một cái clip ở trên Facebook, tôi thấy có một sơ ở bên Công giáo, sơ khóc nhiều lắm. Sơ tên là Quế, không biết quý vị có để ý cái clip đó không? Sơ trăn trối, tôi không biết là đó có bị bệnh chưa, có bị Covid chưa, nhưng mà sơ trăn trối những điều mà nghĩ rằng mình sẽ bị nhiễm Covid đi. Sơ đi rất là nhiều nơi để mà tiếp tế cho, giúp đỡ cho nhiều người, cứu trợ cho nhiều người. Và sơ nghĩ là mình bị nhiễm bệnh cho nên nói những lời cuối cùng, trao lại cái khải tượng của mình. Cái công việc của sơ là thu những cái bản kinh thánh bên Công giáo đó để mà phân phối. Và sơ sợ rằng khi mà mình qua đời đó thì những cái bản kinh thánh đó sẽ bị quên lãng và không ai biết đó, cho nên gửi gắm. Thì sơ có nhắc đến những nhân vật ở trong cái câu chuyện, nhắc nhiều lắm những mục sư tin lành. Bởi vì sơ đi làm chung với những mục sư và nói rằng kêu tên ra từng người, có đạo diễn Quốc Dũng, có mục sư Sang, những mục sư có nói rằng tôi thấy các mục sư này quên mình đi, và ở trong cái lúc cứu trợ đó họ làm hết mình. Họ đi khắp nơi, gọi điện thoại là họ đem bình oxy tới, họ đem nước mắm, họ đem gạo, họ đem muối tới cho những người đang cần. Và sơ cũng còn đánh giá thêm một điều nữa. Ở bên chúng tôi, bên niềm tin của Công giáo cũng có sự giúp đỡ. Nhưng mà sao nhiều người nhiễm bệnh quá, nhưng mà những người này được bình an. Và sơ nhận định rằng, bởi vì những người mục sư này, họ cầu nguyện nhiều lắm. Quý vị có giống như vậy không? Quý vị có được khen như vậy không? Quý vị có được đánh giá như vậy trong đời sống của mình không? Đó là sự cường thạnh đó. Người ta nói thật về chúng ta. Trong hội thánh của chúng ta có những tấm lòng giúp đỡ người. Và chúng tôi không có nói thẳng với người đó. Chúng tôi bình luận với nhau về con người đó, về chị em đó, về quý vị mà quý vị không biết đâu. Chúng tôi khoe quý vị cho những người khác. Hội thánh của nơi chúng tôi hầu về Chúa, tấm lòng dân sự Chúa tốt lắm. Họ giúp đỡ, họ dâng hiến tốt lắm. Tôi nói như vậy đó là để cho mọi người biết rằng đời sống quý vị đang được cường thạnh ở trong Chúa. Tôi nói tốt về quý vị mà nói tốt thật à, không có phải nịnh bợ gì à. Tại vì tôi thấy quý vị có làm được cho nên tôi mới nói. Sơ đó cũng vậy, nói về những mục sư hy sinh và nói trong hai hàng nước mắt. Quý vị tìm cái clip đó quý vị xem, rất là cảm động. Và có cái đạo diễn Quốc Dũng, người em thân thiết của tôi đó,
có một cái phòng thu nhỏ, và trước khi cái đại dịch xảy ra nó thu cả cái quyển kinh thánh bên Công giáo đó, thu lời của Chúa để mà giúp đỡ cho giáo dân họ tiếp cận với lời Chúa dễ dàng, lái xe có thể nghe được MP3, có thể nghe được bằng máy. Và cái điều tốt họ làm được người khác khen ngợi. Quý vị ơi, sự cường thạnh là để cho người khác thấy những cái công việc của mình làm cho Chúa, để mà họ khen Cha trên trời. Đó là sự cường thạnh, và Chúa sẽ ban nhiều ơn cho chúng ta. Matthew đoạn 5 câu 16, lời của Chúa phán chép, tôi đã đăng lên một cái slide khác, nhưng mà lời của Chúa trong Matthew đoạn 5 câu 16 là lời của Chúa chép rằng: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, để người ta thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là sự cường thạnh. Phải cường thạnh thì mới làm việc được, phải cường thạnh thì mới bày tỏ được, có mới cho được, chứ không có sao cho được, phải không ạ? Cho nên Chúa sẽ cho thêm những gì chúng ta đã bày tỏ, chúng ta đã bàn ra, đã share ra cho người khác. Hãy sống và share ra, hãy sống và chia sẻ những gì chúng ta có, và hãy để cho người khác thấy sự sáng đó trong đời sống chúng ta, và khen ngợi Cha chúng ta trên trời. Tôi đang giữ một cái bức thơ. Bức thơ này của ông, của một vị, ông là chủ tịch, hay là đó, ông là thứ trưởng Bộ Nội vụ ở Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021, ông viết một bức thơ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ ở Hà Nội, ông tên là Vũ Chiến Thắng. Trong cái thơ này, ông kính gửi các hội thánh tin lành tại Việt Nam. Và tôi đọc cái câu cuối cùng ông nói. Ông khen ngợi những cái gì mà hội thánh tin lành ở tại Việt Nam. Các hội thánh tin lành là nhiều hệ phái, chứ không chỉ là hội thánh tin lành truyền thống. Dĩ nhiên là chúng ta có nhiều hệ phái. Thì ông nói chung đó, vì bệnh Covid có thể còn kéo dài, phức tạp, khó lường, tổn thất vì vậy cũng chưa dừng lại. Tôi mong các hội thánh tin lành tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động và dấn thân mạnh mẽ hơn trong những trận chiến với đại dịch Covid-19. Đây là trận chiến không riêng của ai, cũng là trận chiến với chính bản thân mình trong gìn giữ kỷ luật, trong nêu gương và trong tinh thần vì tha nhân. Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và với tình cảm cá nhân, tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc và biểu dương hết thảy tín hữu, chức sắc đạo tin lành trên cả nước vì những việc làm giàu lòng nhân ái, gắn kết và yêu thương lúc dịch bệnh nguy hiểm chưa ai từng kinh nghiệm ứng phó này. Chúc quý vị lãnh đạo một hội đạo, các hội thánh, các chức sắc, các tín hữu tin lành sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Lần đầu tiên chúng ta có một cái thơ mà của Thứ trưởng Bộ Nội vụ mới gửi đây tuần rồi, để mà khen ngợi, để mà khích lệ, và ông cảm động, cảm kích trước cái sự bày tỏ yêu thương của những lãnh đạo. Họ lái xe đi những cái vùng sâu vùng xa để phát lương thực, cứu trợ người khác. Cho nên sự cường thạnh sẽ được đánh giá qua những cái lời khen ngợi của những cái cộng đồng xung quanh chúng ta. Họ thấy đời sống chúng ta bày tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là sự cường thạnh đó, chứ không có kiếm ở đâu xa từ công việc của chúng ta. Quý vị có làm điều lành, điều tốt cho người khác không? Quý vị có giúp đỡ người khác để họ thấy việc lành của chúng ta mà ngợi khen Cha của chúng ta trên trời hay không? Thì lời Chúa được dạy chúng ta sáng hôm nay, khi lời Chúa phán được ứng nghiệm qua đời sống của David, những gì Chúa phán đều ứng nghiệm hết. Và những người chung quanh đã xác chứng được chính David là người được chọn là vua, chứ không ai khác. Tất cả những cái người đó, họ thấy những việc của David, lời của Chúa được ứng nghiệm, những người khác xác chứng, quý vị đang được cường thạnh. Cường thạnh là gì? Như tôi nói từ ban đầu, cường thạnh là mạnh mẽ, cường là mạnh, và thạnh là sung túc. Giữa đại nạn, giữa đại dịch, chúng ta vẫn mạnh mẽ và sung túc. Quý vị xem đây, chúng ta có như vậy không? Hay là chúng ta đang chết mòn mỏi giống như người khác? Không có. Hội thánh của Chúa đặc biệt là như vậy, đáng sung sức và mạnh mẽ lắm, để chúng ta ban ra thêm cho những người khác nữa. Quý vị ơi, chúng ta nhận lấy từ nơi Chúa những phước hạnh đó để mà hầu việc Ngài. Chúng ta tiếp tục đi cái phần số 2, đó là gì? Khi có Chúa trong mọi việc. Ở đây tôi sẽ lướt nhanh cho quý vị ở trong cái phần thứ 2 này. David là người đem Jerusalem từ dân Jebusit về cho Israel. Tại sao tôi nói cái chỗ này cho quý vị trong câu 6? Tôi nhấn mạnh cái chỗ này là vì vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Cái chỗ này trong cái câu 6 hồi nãy chúng ta đọc á, khi mà những Israel đi vô xứ Canaan á, họ đánh nhiều dân lắm, nhưng mà có cái dân Jebusit
họ đánh tới 32 vua tan tác. Nhưng quý vị nhớ ở trong các quan xét có tới thống kê tới 32 vua ở xứ Canaan bị thua trận trước quân Israel. Nhưng mà rải rác đâu đó vẫn còn những cái thành Jerusalem. Nó có từ cái niên thiên niên kỷ thứ 3 trước Chúa, có nghĩa là 3.000 năm trước Chúa đó, cho đến thời bấy giờ, thời của David. Tôi nghĩ là trước Chúa, David sống trước Chúa 1.110 năm. Và cái thành này nó có 2.000 năm trước rồi, trước David. Và không ai chiếm được. Họ đánh đủ thứ hết, nhưng mà có cái dân Jebusit này ở tại đó. À, chúng ta biết rằng cái thành Jerusalem là một cái thành mà tôi nói là cái địa thế nó rất là hiểm trở. Chỉ có hướng Bắc thôi, chứ là Đông, Tây, Nam á, là thung lũng hết. Cho nên có muốn lên cái thành đó đó là ở trên đổ nước sâu xuống, bắn tên xuống là chết hết. Cho nên họ không thể tấn công được ngoại trừ cái hướng Bắc, mà cái hướng Bắc được gia cố rất là chắc chắn. Cho nên trải quá nhiều đời vua, cái thành Jerusalem vẫn là của Jebusit, dân Jebusit 3.000 năm trước. Thì khi mà David và thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit á, bởi vì họ quá tự tin. Nhưng cái người Jebusit này họ nói gì? Chúng nó nói cùng David rằng: ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi người đi. Họ khinh dễ David và đoàn quân của David, bởi vì họ quá, cái địa thế là quá nguy hiểm và hiểm trở. Cho nên họ nói bây giờ mấy người què và đuôi á, cho tụi nó canh thành á, mấy ông cũng không đánh được mấy người què mấy người đuôi, ý là như vậy đó. Nhưng mà cái chỗ này David là người đem Jerusalem từ dân Jebusit về cho Israel, chứng tỏ rằng khi có Chúa trong mọi việc á, chúng ta toàn thắng, chúng ta vượt qua hết chính chúng ta vượt qua chính chúng ta luôn nữa. À, quý vị, ở đây sự dạy dỗ của Chúa, ở lời của Chúa dạy chúng ta: David hãm lấy đồn Siôn. Tác giả của cái người viết sử trong Samuel nhì này không có nói cái trận chiến nó như thế nào, nhưng mà nói một cách dễ dàng lắm. Nhưng David hãm lấy đồn Siôn, ấy là thành David. Ông lấy cái đồn Siôn và ông đặt tên là thành David. Nó còn có một cái tên khác nữa. David đã đổi tên Jerusalem thành tên của mình. Cho nên thành David chính là thành Jerusalem đó. Quý vị thấy kỳ diệu không? Rồi. À, đó. Khi chúng ta làm được những điều bất khả thi, thì sự cường thạnh của Chúa đang ở cùng chúng ta. David đã chiến thắng và ông đã lấy được cái thành bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ở trong Luca đoạn 1 câu 37, xin quý vị đọc với chúng tôi. Bây giờ cô Mai đọc lớn lên nha. Cô Mai phải đọc lớn lên. Rồi, 2, 3. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Cô thấy cái câu này quen không? Cho cô và cho tất cả chúng ta ha. Rồi, Mác đoạn 9 câu 23, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Amen. Amen. Tại sao David chiếm được cái thành, quý vị biết không? Người Jebusit á, họ nghĩ là các tường thành sẽ bảo vệ cái Jerusalem. Nhưng mà theo các nhà khảo cổ học á, cái đường dẫn nước, tại vì làm gì làm phải có nước đi vô chứ, cái đường dẫn nước ngầm từ trên núi mà đi vô trong cái thành Jerusalem, tại vì Jerusalem nằm trên cao, họ làm cái đường nước đó rất là hiểm trở, nhưng mà không thể là không vượt qua. Và khi David đi tìm hiểu đó, thì Joab là cái người tướng của David đó, là cái người xung phong đi tìm hiểu cái địa thế đó, và họ phát hiện ra có một cái khe không ai phát hiện ra mà Chúa chỉ cho họ. Giống như chúng ta thấy ngày hôm nay á, cái hệ thống phòng không của Israel á, cái máy vòm á, tên lửa bắn vô, 4.300 tên lửa bắn vô mà không có cái nào rớt vô Jerusalem hết trơn. Cái sự khám phá của Israel, Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn ngoan như vậy đó, đó là sự cường thạnh chứ gì nữa, đúng không? Cho nên David đã chiến thắng là bởi vì họ khám phá ra một cái đường, cái khe đi dẫn nước ở ngoài đi vô thành Jerusalem, và họ đã đánh bại Jebusit bằng cái đường khe đó, quý vị. Họ quá thông minh và Đức Chúa Trời chỉ cho họ, chứ không ai chỉ. Và chính cái kẻ thù cũng không ngờ được là họ khám phá ra bằng đoàn quân David đã đi từ cái khe nước đó để mà chiếm cái thành Jerusalem. Cho nên chúng ta học cái điều ý thứ nhất ở trong cái phần thứ hai đó là David là người đem Jerusalem từ dân Jebusit về cho Israel. Ông là viết lên lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta có đem cái gì về cho Chúa không? Đem những linh hồn về cho Chúa không? Chúng ta có thay đổi những cái hoàn cảnh gia đình, những cái điều mà chúng ta không thể vượt qua được,
để chúng ta thay đổi nó bởi chính Chúa làm việc qua đời sống của chúng ta, giống như David không? Đó là sự cường thạnh lắm. Cho nên hỡi những anh chị em ở trong Chúa, chúng ta có sự cường thạnh của Chúa thì chúng ta có thể làm những việc không tưởng. Bởi vì không có gì quá khó, hãy bất năng cho Đức Chúa Trời mà hồi nãy chúng ta mới đọc. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Đó là sự cường thạnh đó quý vị, khi có Chúa trong mọi việc. Ý thứ hai đó là gì? Chúng ta để lại những dấu ấn. Như tôi nhắc lại cho quý vị, từ cái địa danh Jerusalem á, mà nói ở đây đó, sau khi David chiếm xong thì đặt tên cái thành đó là thành David, tức là thành Jerusalem. Hãy mà nói thành David thì chúng ta nghĩ là thành Jerusalem, nhưng mà ông đặt tên riêng của ông như vậy bởi vì ông là duy nhất trong lịch sử ông chiếm được cái thành đó bởi Đức Chúa Trời ban cho ông. Nhiều tác giả thi thiên dùng từ Sion để chỉ đền thờ Solomon xây cất, cho nên các nhà viết sử khi mà họ nhắc đến Sion á thì cũng liên quan đến David. Tại vì David đặt tên cái địa danh đó là tên của mình, và ông đổi tên thành tên của mình và tên Sion. Sion cũng có nghĩa là thủ đô của người Juda. Cách gọi thông thường nhất Sion để chỉ về thành Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 5 câu 16 hồi nãy rồi. Bây giờ chúng ta đọc trong Luca đoạn 2 câu 11. Ấy hôm nay là tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ngâm ơn công an và quý vị. Quý vị thấy không? Ở đây thì rõ ràng là ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thành của David đó. Thưa quý vị, hội thánh của Chúa ở đây, chúng ta có để lại những di sản nào cho những ngày sắp tới hay không? Khi chúng ta ra đi, chúng ta qua đi cái thế hệ này rồi, thì cái thế hệ kế tiếp có cái di sản gì của quý vị để lại? Đó là sự cường thạnh của chúng ta. Phải để lại chứ, có nhiều người đi ra đi thì để lại gia tài, để lại nhà cửa, để lại xe cộ, để lại tiền bạc. Nhưng về thuộc linh chúng ta để lại cái gì? Chúng ta có làm những cái gì đặc biệt cho hội thánh không? Chúng ta có làm những gì đặc biệt cho nước của Chúa không? Như câu chuyện mà tôi mới vừa nói đó. Bây giờ người ta nói đến tin lành là thành kiến không còn nữa. Tin lành là như vậy, tại vì thứ trưởng Bộ Nội vụ ông có viết một cái thơ như vậy thì cả nước họ đọc họ biết chứ. Tin lành tốt như vậy rồi. Chúa làm đặc biệt lắm quý vị. Dĩ nhiên qua đại dịch chúng ta mất mát nhiều lắm, đau thương nhiều lắm. Nhưng mà cũng nhờ đó mà không có gì bất năng cho Đức Chúa Trời. Chính các mục sư, các hội thánh ngày hôm nay đã để lại nhiều cái di sản, nhiều cái điều tốt đẹp mà nhìn về hội thánh tin lành tại Việt Nam thì đó là những người tốt. Thơ Chúa. Quý vị ơi, hãy để lại những cái di sản, những cái tiếng tốt cho đạo của Chúa qua cái sự cường thạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, qua việc lành của chúng ta nữa. Quý vị để lại cái ấn tượng cho người ta, ông người đó tin lành đó, người đó tin Chúa đó, Cơ Đốc giáo đó, tốt lắm á. Quý vị có nhiều câu chuyện lắm phải không? Đã, từ từ chúng ta sẽ làm chứng lại nha. Quý vị làm được gì cho hội thánh, cho cộng đồng và cho những người khác để có cái nhìn tốt về đạo của Chúa. Đi điều thứ ba cho quý vị, khi được nhiều người ủng hộ và yêu mến, đó là đến sự cường thạnh. Ông David, ông đã mạnh lại càng mạnh hơn. Thì có ông Hiram là vua của Tyre, và Tyre là một đế đô lớn lắm Tự nhiên tới gặp David, nói rằng chúng tôi muốn xây cất cho một cái đền. Cái này không phải gọi là gì, không phải là đút lót nha, không phải là nịnh nọt gì nha. Nhưng họ thấy mình phải cầu hòa với ông này. Mình mà không có cầu hòa đó thì nguy hiểm cho dân sự của mình. Cho nên tự ông cống hiến. Kinh Thánh nói rằng ông đã làm gì? Ông Hiram, câu 11 của Samuel nhì đoạn 5. Hiram vua thành Tyre sai sứ đến David, đem theo khổ bá hương, thợ mộc, thợ đá, đang xây cất một cái đền cho David. Cung cấp nhiên liệu xong chưa đủ, còn cho những cái người thợ tới làm luôn, xây một cái đền. Sướng không quý vị? Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì cái bài học này hôm nay cho chúng ta thấy rằng đời sống cường thạnh ở trong Chúa là quý vị cường thạnh lại cường thạnh hơn, đã mạnh là mạnh hơn. Quý vị thích cái chữ giàu có không? Đã giàu có thì càng giàu có hơn, đã khỏe mạnh thì lại càng khỏe mạnh hơn. Đó là sự cường thạnh. Ngược lại những điều đó thì mình nói, coi lại mình có cường thạnh trong Chúa không? Coi lại, phải không ạ? Vâng, chúng ta đi tiếp nha. Khi có thêm các mối thông công quan hệ tốt trong đời sống theo Chúa, công việc hàng ngày, điều này nói lên sự cường thạnh của chúng ta. Có nhiều bạn bè càng tốt, nhưng mà những người bạn tốt, những người ủng hộ mình, giúp đỡ mình, thì đời sống mình cường thạnh. Đang cường thạnh. Coi lại con mình có cường thạnh không nha quý vị. Rồi,
Ở đây có câu chuyện trong các vua nhất đoạn 10 đó, thì nói đến là có một người, bà này cũng gọi là đại gia, mình gọi là đại gia theo thời đại mới nha. Bà là nữ vương Sheba, giàu có lắm. Bà là nữ hoàng luôn, giàu có lắm ở Nam Phương á. Nhưng mà quý vị, khi nữ vương Sheba nghe nói danh tiếng của Salomon và danh của Đức Giê-hô-va, dạ, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người về mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, thì mất vía. Rồi không có đi cái câu cuối cùng bị đầu ở trong, tiếp câu 4, câu 5, thì mất vía. Không biết tại sao nó không có hiện ra cái chứ, tôi hơi giấu cái chỗ này, không biết tại sao. Nhưng mà câu 4 á, khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, thì mất vía. Có ai trong chúng ta, những người chúng ta quen biết, chúng ta gặp á, gặp chúng ta mà mất vía chưa? Không phải chúng ta giữ, chúng ta hù họ, tôi thích làm cho ta mất vía không? Mình không có phải là cái người như vậy. Quý vị nhìn lại chính đời sống của mình, quý vị dễ thương lắm. Quý vị có đời sống sung mãn, quý vị có bộ dạng dễ gần lắm. Nhưng mà người ta gặp quý vị là người ta mất vía. Tại sao? Tôi thấy quý vị, không phải mất vía là sợ. Nhưng mà tôi khủng hoảng về ông quá. Tôi thấy lạ lùng quá, tôi thấy ngộ quá. Sao vậy? Tôi có một người bạn, khi mà đến nhà tôi ở Việt Nam, khi chúng tôi ở Việt Nam thì đời sống chúng tôi rất là sung mãn luôn, phước hạnh. Như bây giờ Chúa cũng cho như vậy. Ở Việt Nam thì đến nhà thì người ta nghĩ rằng chúng tôi có quen với nhiều cái người giàu có, cho nên họ mới trang bị cho chúng tôi phòng thu, rồi xe. Ở Việt Nam 20 năm trước chúng tôi có xe hơi, chúng tôi lái đi chơi rồi. Yeah. Không phải qua đây tôi mới biết lái xe. Ở Việt Nam chúng tôi đã có rồi, thời điểm đó là mua xe chạy 2000 nó chạy luôn. Tôi hỏi ông, Hội Thánh Vườn Nho ở Việt Nam chắc có liên lạc tới Hội Thánh Vườn Nho Canada hả? Hội Thánh Vườn Nho có liên lạc tới Hội Thánh bên Vườn Nho ở Mỹ hả? Tôi nói chúng tôi liên lạc với Văn Đoạn 15. Vì cha là người trồng nho, Giê-xu là gốc nho, còn chúng tôi chỉ là nhánh thôi. Ôi thế là chi nhánh à? Không, đúng rồi, chi nhánh, nhánh của Chúa, cho nên mới được sung xuê như vậy. Họ nghĩ là chúng tôi giàu có là bởi vì người ta tài trợ cho mình, người ta giúp đỡ nó. Sự tiếp trợ của tôi đến từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Amen. Thi Thiên 121. Cảm ơn Chúa. Cho nên kết nối với Chúa để chúng ta có cái nguồn vô tận để mà có thể giúp người khác. Cho nên tôi nói quý vị là mất vía là như vậy đó, chứ không phải mất vía là sợ, sợ tới nó mất vía không phải. Nhưng mà ngạc nhiên về những cái gì, điều mà họ không có mà quý vị có được á. Họ ngạc nhiên lắm. Quý vị có làm cho người khác ngạc nhiên về những điều Chúa làm cho đời sống mình không? Nếu mà có thì quý vị đang cường thành. Cảm ơn Chúa của ta. Để nhanh như quý vị, ý cuối cùng trong ý thứ ba, khi được nhiều người ủng hộ và yêu mến đó, thì Đức Chúa Trời cũng khiến kẻ thù sẽ trốn khỏi chúng ta. Nhưng mà trước khi nó trốn khỏi, nó sẽ thử cơ bắp của chúng ta. Thử cơ bắp ở đây là gì? Chúng ta đọc liếc qua ở trong đoạn 5 mặt câu 17 đó. Tôi đọc cho quý vị nghe nha. Đoạn 5 câu 17, nếu có kinh thánh chúng ta mở ra Samuel gì đoạn 5 câu 17. Tiếp tục nè. Khi dân Philistine biết David đã chịu sức giàu làm vua Israel rồi thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. David đâu có sợ đâu. Hay mấy người đánh tôi hả? Ông ra mặt, ông đánh luôn. Và cái trận đó tụi nó thua. Chưa hết. Trong câu 22, dân là Philistine trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Jehovah, ngài đáp: Ngươi chớ đi lên, hãy đi vào phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước chân trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước đặng hãm đánh đạo quân Philistine. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy người. Người đánh đuổi Philistine từ Gê-ba cho đến Gê-xe. Mất vía là cũng có là chỗ này nữa. Không biết sao mà David mạnh dữ vậy. À, quý vị thấy không? Cho nên khi chúng ta được Đức Chúa Trời phù hộ, chúng ta nghe cái chữ phù hộ thì rồi chúng ta học đó, là Đức Chúa Trời ở cùng và ban sức cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thành công. Ngài ở với chúng ta và phù hộ cho chúng ta, và đó là cái điều mà Đức Giê-hô-va khiến những cái thử thách nó xảy đến cho chúng ta. Có nhiều khi chúng ta không có chấp nhận thử thách đâu, nhưng mà chính thử thách mới biết cơ bắp chúng ta nó lớn cỡ nào. Cho nên nhiều khi chúng ta không có muốn
cái gọi là cái quán tính, cái cuộc sống của chúng ta là không có muốn thử thách, không thử luyện, nó mệt lắm, nó đắn đo, nó làm cho chúng ta khó xử lắm, không ai thích Chúa thử luyện hết á. Nhưng mà chính những cái sự thử luyện như thế này nè mới biết rằng David rất là cường thành. Ông vượt qua hết hai lần Philistine đánh. Ghê gớm chú quý vị. Tôi muốn dừng lại ở đây với những cái câu hỏi suy gẫm của chúng ta sáng hôm nay. Xin quý vị cùng đứng lên và tôi có những cái câu hỏi để giúp quý vị suy gẫm để cầu nguyện. Cho đến thời điểm này quý vị có xác chứng lời Chúa có cái nào là cho chính mình hay chưa? Quý vị đang sống dựa trên lời hứa nào của Chúa? Nếu chưa, hãy về đọc Kinh Thánh và bắt đầu để ý điều nào Chúa phán cho chính mình. Yêu cầu của bài giảng sáng hôm nay là như vậy. Trong cuộc sống quý vị đã để lại những dấu ấn tốt đẹp cho hội thánh, cộng đồng, những người thân hay chưa? Xin chúng ta cùng cầu nguyện rồi chúng ta sẽ hát tôn vinh tất lễ.